Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ronaldo sẽ giải quyết bài toán quan trọng cho Man United. Ole Solskjaer đã biết đâu là vị trí cần nâng cấp lúc này. Mason Greenwood, hoàng tử thành Manchester. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ole Solskjaer đã biết đâu là vị trí cần nâng cấp lúc này. Huấn luyện viên Solskjaer đang sở hữu một đội hình tương đối chất lượng nhưng vẫn còn đó một vài điểm yếu. Sau thương vụ gần nhất mang tên Cristiano Ronaldo, đến nay Manchester United đã có cho mình tổng cộng 4 tân binh trong phiên chợ hè. Hiển nhiên, chất lượng đội hình của Quỷ Đỏ đã được nâng cấp đáng kể, nhưng nếu muốn lên ngôi vô địch Premier League thì có lẽ huấn luyện viên Solskjaer vẫn cần có cho mình một bản hợp đồng mới nữa. Vắng Scott McTominay, Solskjaer quyết định tin tưởng vào bộ đôi Fred và Paul Pogba ở trận gặp Wolves mới đây. Song, đây lại là một sự kết hợp thảm họa. Fred hoàn toàn không làm tốt nhiệm vụ dọn dẹp của mình, dẫn đến việc Pogba bị hạn chế khả năng sáng tạo vì phải quan tâm đến mặt trận phòng ngự. Dễ dàng nhận thấy, tuyến giữa của Man United đã không thể kiểm soát được trận đấu và còn có phần bị lấn lướt bởi bầy sói. Không cần phải chạy khắp nơi với vận tốc hơn 100 km/h, nhưng họ luôn có mặt ở một vị trí có thể ngăn chặn bóng đi đến những khu vực nguy hiểm. Họ là một chướng ngại vật, huyền thoại Rio Ferdinand chia sẻ trên kênh YouTube 5. Những phẩm chất về mặt thể lực của Fred thực sự tốt để có thể chơi bao sân và thực hiện các pha tắc bóng. Nhưng về khả năng chọn vị trí, đó là yếu tố mà Fred khiến bản thân mình thất vọng. Tôi nghĩ Man United cần một người ở vị trí đó có thể đọc trận đấu tốt hơn, có khả năng kiểm soát và tính toán tốt hơn trong việc chọn vị trí và ra quyết định từ góc độ phòng thủ. Đúng như lời Ferdinand, trong mỗi trận đấu, Fred đều có thể di chuyển khắp sân và gây áp lực lên đối thủ. Nhưng thực tế thì Solskjaer cần một mẫu tiền vệ phòng ngự khác, có thể là một phiên bản trẻ hơn của Nemanja Matic, người có thể kiểm soát tuyến giữa, với khả năng chọn vị trí và đánh trận tốt, dập tắt mọi ý đồ tổ chức tấn công của đối phương. Trước cuộc vào Southampton, việc thiếu một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa rõ ràng đã khiến Quỷ Đỏ đánh mất thế trận. Solskjaer hiển nhiên sẽ không cố định Pogba trong vai trò cầu thủ chạy cánh trái, vì ông đang sở hữu hàng loạt ngôi sao hoạt động tốt ở vị trí này. Và đặc biệt là Marcus Rashford sẽ sớm trở lại. Vì vậy, sẽ đến lúc bộ đôi Fred và McTominay bị loại bỏ, và nếu một trong hai được bố trí đá cặp với Pogba trong hệ thống Double Pivot thì tuyến giữa Man United hoàn toàn không có được sự chắc chắn cần thiết. Thế nên, nếu Pogba được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và phát huy hết khả năng sáng tạo, muốn hàng tiền vệ hoạt động trơn tru nhất có thể và hơn cả là thách thức những danh hiệu lớn, thì rõ ràng Man United cần phải mang về một tiền vệ phòng ngự thực sự đáng tin cậy. Ronaldo sẽ giải quyết bài toán quan trọng cho Man United. Mùa hè 2021 đang diễn ra theo kịch bản khó có ai tưởng tượng được. Siêu sao Lionel Messi rời Barcelona một cách chóng vánh, mang theo nhiều nước mắt của các cổ động viên. Vài ngày sau đó, tiền đạo 34 tuổi gia nhập PSG theo cách bất ngờ không kém. Nếu bạn nghĩ việc Messi chuyển sang PSG là một vụ bom tấn kinh điển cuối cùng hè năm nay thì bạn đã nhầm. Messi gọi và Cristiano Ronaldo trả lời. Tiền đạo người Bồ Đào Nha rời Juventus sau quãng thời gian không cảm thấy hạnh phúc. Bên đội tiếp theo của CR7 cũng bất ngờ không kém, đó là Man United. Đã từng có thời điểm Ronaldo ở rất gần với Man City, tuy nhiên cuộc trò chuyện với cựu huấn luyện viên Sir Alex Ferguson đã làm tất cả thay đổi. Ronaldo quay xe sang nửa đỏ thành Manchester. Sau 12 năm rời xa, Ronaldo quay lại mái nhà xưa Old Trafford. CR7 sở hữu 551 bàn thắng sau 572 lần ra sân trong áo hai câu lạc bộ Real Madrid và Juventus. Sự trở lại của Ronaldo mang theo rất nhiều kỳ vọng nơi các cổ động viên Man United. Họ kỳ vọng CR7 sẽ đưa MU vô địch Premier League và giúp Quỷ Đỏ tiến càng sâu càng tốt ở Champions League. Hiệu suất ghi bàn ổn định đáng kinh ngạc nơi Ronaldo sẽ giúp Man United giải quyết triệt để bài toán số 9. Bên cạnh đó, việc sở hữu hai lão tướng giàu kinh nghiệm như Ronaldo, Edinson Cavani hứa hẹn nâng tầm các cầu thủ như Anthony Martial, Mason Greenwood, Marcus Rashford hay Jadon Sancho. Trong màu áo Los Blancos, Ronaldo duy trì tần suất trung bình 50 bàn trên một mùa. Chỉ số đó có phần giảm đi đôi chút ở Juventus, đó là 34 bàn trên mùa. Điều đó là quá đủ để các cổ động viên tin tưởng CR7 sẽ tiếp tục tỏa sáng dưới triều đại người đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer. Nền tảng thể lực dồi dào, dẻo dai trở thành bí quyết quan trọng giúp Ronaldo có thể duy trì phong độ cao, hiệu suất nhà đạn đều đặn hàng tuần. Lối chơi linh hoạt, dễ thích ứng là một điểm cộng khác nơi siêu sao 36 tuổi. Ronaldo được biết đến trong vai trò cầu thủ chạy cánh chứ danh trong màu áo Man United. Chuyển sang Real, Ronaldo dần hoàn thiện, tiến hóa ở vị trí trung phong cắm. Trong màu áo Juventus, CR7 đảm trách vai trò một trong hai cây sân bàn bên cạnh Alvaro Morata. Mặc dù vậy, Ronaldo vẫn thường xuyên giặt cánh trái khi cần thiết. Vậy Ronaldo sẽ chơi thế nào ở lần thứ hai khoác áo Man United? Ole ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, điều đó đồng nghĩa vị trí hoàn hảo nhất về CR7 là số 9.
Khi hành lang cánh đang có những gương mặt chất lượng trẻ trung như Jadon Sancho, Marc Rashford và có thể là Mason Greenwood. Khả năng thính nhạy bàn thắng trong khu vực 16m50, kỹ năng đánh đầu thượng hạng giúp CR7 đặc biệt nguy hiểm trong vai trò số 9. Điều này hứa hẹn sẽ được Ronaldo lặp lại ở Old Trafford. Bên cạnh Ronaldo, Cavani là tiền đạo thứ hai có khả năng đánh đầu cự phách. Như vậy, Man United đang sở hữu hai quái kiệt thực sự ở khu vực vòng cấm địa đối thủ. Vấn đề lớn nhất với Oli vào lúc này là đảm bảo sự cân bằng trong đội hình. Những Greenwood, Sancho, Rashford cần có thời gian thi đấu hợp lý để phát triển tài năng. Song song với đó, Pogba đem đến bài toán nan giải khác với chiến lược gia người Na Uy. Tiền vệ người Pháp có màn trình diễn ấn tượng ở bên trái hàng công 3 người sau 2 vòng đấu đầu tiên. Thế nhưng, cựu sao Juventus nhiều khả năng sẽ được kéo xuống thi đấu ở vai trò lùi sâu nơi hàng tiền vệ khi Rashford, Sancho sẵn sàng đảm trách ở hành lang cánh. Việc triển khai Pogba ở vai trò mỏ neo khu trung tuyến sẽ làm phí phạm tài năng của nhà vô địch thế giới. Thế nhưng, liệu Oli đã tìm ra lời giải cho bài toán này? Mason Greenwood, hoàng tử thành Manchester. Nếu Cristiano Ronaldo được ví như nhà vua khi trở lại thành Manchester, thì Mason Greenwood giống như hoàng tử của MU. Greenwood là một trong những gương mặt xuất sắc nhất sau 3 vòng Premier League, trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng để mang về điểm số cho đội nhà. Một vài tháng trước, rất nhiều tranh luận liên quan đến việc Mason Greenwood bị Gareth Southgate loại khỏi đội tuyển Anh tham dự Euro 2020. Không ít người cho rằng kết cục của anh có thể đã rất khác nếu Greenwood được tham dự. Những cú đá luân lưu tệ hại khiến tâm sư vẫn chưa thể đạt giấc mơ vô địch châu Âu. Mùa giải 2021-22 khởi đầu cũng là lúc Greenwood cho thấy huấn luyện viên Southgate đã sai lầm khi gạt bỏ một tài năng như anh. Phong độ của Mason mùa trước rất nổi bật, những gì anh làm được khi bước vào mùa bóng mới còn ấn tượng hơn. Trong trận mở màn với Leeds United, Greenwood nâng tỷ số lên 2-1, khiến đối phương choáng váng và vỡ trận. Trước Southampton, trong trận đấu mà Ole Solskjaer có nhiều vấn đề, anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Quỷ Đỏ. Mới đây trên sân Molineux của Gover, viên ngọc của Học viện Carrington ghi bàn duy nhất giúp MU vượt khó và giành trọn 3 điểm. Trước khi bóng chính thức lăn, Greenwood là người bị ảnh hưởng lớn nhất khi MU mua Jadon Sancho. Dù vậy, lúc này chính là bàn hợp đồng đắt giá từ Dortmund phải lo lắng về cơ hội đá chính. Ở Molineux, Jadon Sancho như một trái bóng so với Mason về sự hiệu quả cũng như tinh thần chiến đấu. Cuối tuần qua, với cú sút mang về 3 điểm cho MU trước Wolves, Greenwood trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi bàn cả 3 trận đầu mùa Premier League trong thế kỷ 21. Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ một người từng làm được điều này trước Mason là Robbie Fowler với Liverpool mùa 1994-95. Chàng trai sinh năm 2001 cán mốc 20 bàn tại Premier League trong số 32 bàn mà anh ghi được cho MU. Mason gia nhập nhóm những cầu thủ cán mốc 20 bàn tại giải ngoại hạng trước tuổi 20 sau Michael Owen, Robbie Fowler và Wayne Rooney. Những người trên đều tạo được sự nghiệp lẫy lừng cho mình. Phía trước viên ngọc của MU là những cung đường để anh đặt bước chân lên chinh phục. Sự bùng nổ của Greenwood diễn ra trước và sau khi Cristiano Ronaldo đạt được thỏa thuận mua lại Ronaldo. Khi nhà vua Ronaldo về lại mái nhà xưa, về mặt lý thuyết, Greenwood thiệt thòi nhất. Khi ấy, hàng công MU có CR7, Edinson Cavani, Jadon Sancho và thêm Marc Rashford sắp trở lại. Ở Carrington, Greenwood lớn lên với những ảnh hưởng mà Ronaldo để lại. Giờ đây, Mason được trực tiếp làm việc cùng Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Tấm gương về sự chuyên nghiệp nên anh có cơ hội để tiếp tục cải thiện mình. Greenwood là hoàng tử ở Old Trafford, người hâm mộ MU kỳ vọng anh sẽ được câu lạc bộ đến với những thành công như Ronaldo từng làm. Ole Gunnar Solskjaer và hạn chế của ông ở MU. Một vấn đề mà Solskjaer nên hiểu trong bóng đá đỉnh cao để đối thủ có thời gian xây dựng tâm lý chiến đấu là điều tối kỵ. Solskjaer đã chia trận đấu của Man United thành hai nửa, nửa đầu là những sai lầm và nửa cuối đơn giản chỉ để sửa lại những sai lầm đó. Ở trận gặp Southampton, Man United khởi đầu với cặp tiền vệ trung tâm Fred và Matic và kết thúc trận đấu bằng cặp tiền vệ trung tâm khác hoàn toàn. Greenwood xuất trận với vai trò tiền đạo cánh và khép lại trận đấu với tâm hoạt động khác hoàn toàn so với tiền đạo cánh đơn thuần. Ở trận gặp Wolverhampton, Man United sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Fred và Pogba. Với việc McTominay chấn thương, có cảm giác Solskjaer vẫn đang mò mẫm dò đường. Nhiều chuyên gia cho rằng do Solskjaer không có nhiều thời gian làm việc với Man United trong mùa hè này vừa qua, ông muốn tận dụng giai đoạn đầu của Premier League để thực hiện những thử nghiệm lẽ ra nên làm trước giờ bóng lăn. Chỉ có điều, chẳng đội bóng nào đặt mục tiêu vô địch ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League lại khởi đầu với tâm lý này, trừ khi mục tiêu của Quỷ Đỏ mùa này không phải là cạnh tranh ngai vàng. Phóng viên của Manchester Evening News còn đưa ra quan điểm cho rằng Solskjaer vẫn đang bị cuốn vào những cảm xúc cá nhân. Tất cả đều có thể nghe rõ cổ động viên Quỷ Đỏ đã gào thét tấn công liên tục sau phút 50 và Man United cũng bị cuốn theo những sự chỉ đạo đầy cảm tính đó. Sau khi của Man United trải qua những thành công bất ngờ trong giai đoạn còn đang là huấn luyện viên tạm quyền, Solskjaer cùng từng tâm sự, thay còn là cầu thủ, do ngồi dự bị nhiều nên Solskjaer luôn tiếp cận trận đấu từ góc nhìn của một huấn luyện viên.
Ông có nhiều thời gian phân tích, phân tính toán xem bản thân nên làm gì khi được tung vào sân. Đó là bí quyết của một siêu dự bị và đó từng được coi là lợi thế của cầu thủ nổi tiếng chuyển sang vai trò làm huấn luyện viên. Tuy nhiên, đó cũng đồng thời là hạn chế của Solskjaer. Ông luôn nghĩ quá nhiều và thiếu hẳn đi sự quyết đoán. Bệnh nghĩ quá nhiều đã hại Pep Guardiola khiến Man City thua trong trận chung kết Champions League mùa trước và giờ nó lại đang hại Man United xây dựng lên một nền móng ổn định cho mùa bóng mà nhiều người tin mục tiêu của Quỷ Đỏ là cạnh tranh ngay vàng Premier League. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.